Thưa quý vị, mới đây một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Một công nhân xuống cống nước nhặt khoan thì đã bị đất vùi lên. Công nhân khác dùng xe máy múc xúc đất giải cứu thì vô tình xúc trúng công nhân bên dưới, khiến người này tử vong. Ngày 3 tháng 7, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ một công nhân tử vong khi thi công cống nước trên đường song hành xa lộ Hà Nội. Trước đó khuya ngày 2 tháng 7, một nhóm công nhân đang thi công cống nước trên đường song hành xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức. Trong lúc thi công, ông DVK, 45 tuổi quê Cần Thơ, tạm trú thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, làm rơi máy khoan xuống dưới cống nước có độ sâu khoảng 3 mét. Ông ca xuống lòng cống để lấy máy khoan, bất ngờ bị đất từ phía trên sạt xuống vùi lấp. Thấy vậy, một nam công nhân khác tên S, 35 tuổi, đứng phía trên, liền điều khiển xe múc với ý định múc đất cứu ông ca tuy nhiên trong quá trình múc đất phần gầu của xe chạm trúng vào đầu của ông ca khiến nạn nhân tử vong nhận được tin báo công an thành phố thủ đức và các đơn vị liên quan đã đến khám nghiệm hiện trường và đưa ông ca lên khỏi công nước hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc mặc dù nam công nhân có lòng tốt muốn giải cứu đồng nghiệp đang bị vùi trong đất nhưng lại vô tình khiến nạn nhân thiệt mạng đây là điều mà không ai mong muốn hy vọng rằng lực lượng chức năng sớm làm rõ vụ việc để người thân nạn nhân được nhẹ lòng